nghỉ với không? Nghỉ nghỉ trời ơi. Nghỉ. Hết thời gian luôn. Kỳ á. Có gì ở sai sai này. Sai sai luôn. Quá sai luôn. Ông nhưng lần mới này để tôi hỏi về Vin. Ông cái gì ăn bú? Giờ đi tiếp thôi chứ đâu ông gì trời. Ông sao này kỳ vậy? Sao tao nói mày đi nhanh luôn. Gì ăn gì? Con gì ăn gì bú? Con vô gì trong đây chơi chạy tôi chạy luôn luôn. À, xin chào tất cả các bạn nha. Đậu phộng đó. Hôm nay chơi trò chơi mà đổi hình bắt chữ gì đó. Chơi sao cũng thua chân trời. Ăn cũng không được ăn nhìn miệng. Mà thua bị phạt thì mình lại thua. Ác đù với gỡ mà gỡ không được mình tức thì thôi nhé. Vô tình mình đi toilet ra. Cái đầu óc mình thông minh rồi. Mỗi lần mình đi toilet xong là đầu óc mình nó thông minh thôi nhé luôn. Mình suy nghĩ được mình cho là hay lắm các bạn. Bây giờ mình sẽ nhắn tin với ông Phin, với ông Cute là hợp tác chơi lại em kia bạn. Mình vô mình rủ ông Lùng với ông Sàm, cái ông vô là rủ là phục thù lại nha bạn. Rồi mình kêu là mình nhắn tin với quý phim của te là kêu quý phim nó sẽ là xi nhan cho mình biết trước kết quả nha bạn, để mình đón chính xác mà ăn hay không nói cho ông hay quá các bạn ơi. Mà đặc biệt hôm nay các bạn, hình phạt mình sẽ rủ cái nhiều vô là cho ông Sàm với ông Lùng ăn vị thúi các bạn. Ông Sàm với ông Lùng ông ghét cực kỳ vị thúi luôn, ông sợ cực kỳ luôn các bạn. Bởi vì mình sẽ rủ cái cấy luôn là mình trả thù lại mới được, chứ nghĩ sao mà chơi thua hoài trời. Bạn không biết bằng cho này như thế nào, đón xem nha bạn. A few moments later. À, xin chào tất cả các bạn nha. Chào các bạn nha. Chào bạn luôn nha. Chào bạn nha. Nói chung á là thua thua mà lại không phục nha bạn. Qua đây lớp. Cứ kêu mình vàng luôn là cứ cho làm lại lần nữa cho thâm phục không phục nha bạn. Chết chết. Bữa nay á mà không ăn ông nữa, không còn nào ăn ông nữa. Đây à, bây giờ là nói cho anh em biết nè, không phải là ăn hai anh em á là không phải là vui sướng gì đâu, mà ăn hai anh em không phải là cái đó là hên xui, mà cái đó là đẳng cấp thiệt. Đẳng cấp được không? Đẳng cấp là phải mà. Bữa nay tôi chơi cho ông sẹp lép luôn. Đây là tôi nói trước luôn, 99% là tôi sẽ thắng. Nói chung cái này 99.9% luôn. 99%. 99.9%, còn một con quy khuẩn phần trăm cũng vẫn thua. Thấy không? Thôi đi, đúng không? Còn quy khuẩn nó giết chết ông này. Con quy khuẩn nó nằm trong đó đó. Nói chung á xem. Bây giờ anh em mình sẽ không đánh vỡ mồm nữa, ok không? Ok. Nhưng mà bữa nay là chơi cái hình phạt này nó hơi nặng phải không? Tại vì biết cái món hột vịt thúi này là mình khoái nhất trên đời, bởi vì chơi nó hơi nặng đô phải không? Hột vịt thúi rồi đó, giờ các bạn thấy đó, anh em mình dùng để đập lên đầu tắm rửa hôm trước nha. Súng sát ông chết cho ăn luôn, buộc ông phải ăn luôn. Lần này là ăn đấy bạn, nhưng mà mình vẫn chấp nhận cái kèo này nha. Tại kèo này là hên xui may rủi. Tại vì mình đẳng cấp mình có thì mình không có sợ không? Bữa nay tôi sẽ lấy vô rồi, giúp. Một chút á là anh em mình đi chở mua kèm đánh răng bằng chải vô này, một đống cho ông xài luôn nè, chuẩn bị nè. Rồi đâu mà diễn tả cái bàn chải là sao, diễn tả được không? Bàn chải là như thế này, chải vỏ. Bàn chải đánh răng mà diễn tả không được, làm sao mà chơi đẩy răng thì vậy xong rồi. Đúng rồi, bàn chải đánh răng là gì nè? Tiếp này là cũng là đuổi hình bắt chữ nữa, nhưng anh em mình sẽ rút ngắn lại và sẽ cho phần khó nó sẽ cao hơn nha bạn. Thì mỗi khi là anh em mình sẽ chơi là 20 phiếu của một đội đúng không? Hôm nay mình sẽ rút ngắn lại là chỉ còn 10 phiếu cho một đội. 30 giây. Trong 10 phiếu đó mà mình sẽ rút ngắn lại trong vòng là 3 phút thôi. 3 phút đó mà 10 phiếu của bên đội nào mà đón đúng nhiều là đội đó thắng. Ok không? Ok. Đội thắng thì sẽ không làm gì hết, không thưởng cũng không phạt. Còn đội thua thì sẽ ăn hết. Rồi ok. 10 chiếc vịt thúi này. Ok. Hai mình chịu thử thách của hàng này nha bạn. Nên bây giờ là quay phim nó có nhiệm vụ. Bây giờ anh em mình sẽ ở đây. Còn quay phim nó sẽ vô nhà mình trong kia nha bạn, để giết ra 20 phiếu. Muốn giết cái gì cũng được hết. Ok không? Là anh em mình sẽ hoàn toàn không biết gì hết. Và đấu một lần nữa sinh tử, ok không? Giết gì cũng khó nha. Quay phim này thấy quay phim đẹp trai không? Quá đẹp trai đúng không dạng? Thì nó vẫn bú như vậy là thôi, giết đậu. Giết gì cũng khó nha, khó luôn nha. Rồi bây giờ mời quay phim sẽ đi vô nhà mình trống, giết 20 lá phiếu ra. Mỗi bên 10 lá phiếu, hên xui nha, trộn lộn lại. Bên nào bắt được 10 phiếu nào thì sẽ chơi 10 phiếu đó. Hello, xin chào tất cả các bạn nha các bạn. Hồi nãy các bạn, Vàng nó có nhắn tin nó xin nhanh cho mình biết nha các bạn. Nó kêu là mình theo hợp tác với nó, chơi ông Lùng với ông Sào nha các bạn. Cái đậu phộng, mình nghe thấy cũng hấp dẫn lắm nha các bạn. Nhưng mà mình suy nghĩ lại, mình thấy là mình lặt kèo hai ông kia nó vui hơn các bạn. Cái đậu phộng Vàng nó đâu có biết là mình đang vô đây giới thiệu đâu. Hiện tại là mình đang vô đây mình mình đang đi thăm nha các bạn. Khi mình một hồi á
là mình ghi mấy cái lá phiếu xong rồi mình sẽ nhắn tin cho nó biết là kết quả của mấy cái phiếu đó nha các bạn. Nhưng mà thật sự mình thấy tròn ngược lại hai ông kia vui hơn các bạn. Mình sẽ nhắn tin cho ông Lùng với ông Sàm hay 20 lá ông kia mình đã ghi cái gì các bạn. Cho một hồi hai ông kia ông đóng đúng chân, còn mình sẽ nhắn tin cho con Vàng, rồi mình sẽ nhắn tin cho nó là mấy cái món đồ chắc lắc hết trơn nha các bạn. Để cho một hồi hai ông kia sẽ bất ngờ chơi nha các bạn. Cái đậu phộng Vàng nó đâu có biết mình là thằng này, Vàng nó đâu có biết mình bị mình lắc kẹo đâu các bạn. Cái đậu phộng hồi các bạn sẽ đón xem một cái bàn kịch hay nha các bạn. Chắc hai ông kia ông sẽ bất ngờ lắm nha các bạn. Các bạn nhớ đón xem nha. Rồi bây giờ mình đã ghi 20 lá thanh nha các bạn. Bây giờ bên nào cho trước. Vậy trời ơi, không xì đàng hoàng chứ. Xin xì đàng hoàng, xin xì đàng hoàng. Khoan khoan, bữa nay chơi sinh tử. Tôi với cô Vàng hử rồi, chơi sinh tử bữa. Là thăm qua rồi qua luôn. Là thăm, chơi lớn. Đó không được. Qua lượt, lượt qua cái thăm luôn, bỏ lượt luôn. Là thời gian còn là không quay lại luôn không? Ừ. Trời ơi, tao nói mày á. Tụi nó bữa nay không chung, chết không bị thương. Nếu như tụi bay cho chắc ăn là 99%. Tao đây dân lộn chắc ăn 99%. Thôi, ăn không chuẩn bị. Thôi, ăn hồng thúi. Nói chung là bây giờ nói thì ai cũng nói là thằng tám lạng thằng nửa cân không không có tao tới chiều luôn chứ không có nửa lạng tám lạng sao sao em là không có một trăm trăm đúng không em trăm trăm y vậy chết mày mà bây giờ là cái đó là bay chấp nhận chơi đúng không một trăm điều nói nha. Nói chung là mình dễ lắm, ai thích mình chiều ai khiêu mình chích à. Vậy thôi tụi giao thêm cái nữa sao chấp nhận chơi rồi là bất cứ chuyện gì cũng chơi là phải chơi là sao á không được nghỉ ngang là sao á bất cứ chuyện gì cũng vậy không được nghỉ ngang chơi là chơi luôn nói chung là bây giờ chơi ai diễn tả cũng mắng ông chứ ai diễn tả cũng mắng phải có ông phải có thằng diễn tả cho thằng tốt chứ đi ngủ đi mày ngủ không ừ trời ơi trời vậy là cũng đang diễn tả mày là ăn tốt nữa hả ừ ai cũng chắc ăn chứ bữa nay là kèo trên rồi nha trời ơi sao buồn thiệt chứ đưa bú diễn tả có tam ba bận mà bữa nay cho mấy ông lên vậy bọn mình ai diễn tả đó đi ngủ luôn là mày diễn tả tao đó ừ dứt rồi chúng ta đã trước let's go thẩm thị nó luôn thằng nào đi trước dứt cô gan ok bữa nay tôi sung lắm thắng đi chú luôn trời ơi vô ôm hả vô ôm hả vô kẹo ơi rồi đây bây giờ là quay phim nó đang cầm 20 lá phiếu bây giờ quay phim nó sẽ quay vào đây nó sẽ chọn ra 20 lá phiếu ngẫu nhiên rồi 10 lá phiếu ngẫu nhiên mỗi ai nha rồi chọn lên nha bạn mở cái đèn tay không chứ chứ không chứ không chạy không chạy không đây sẽ chọn lên nha bạn mười không lẽ hai tay hốt hai tay không hốt cái gì rồi 10 thấm nha bạn đây 10 thấm nha là nãy giờ là bây giờ nói với anh em nè cái đội thu á là chỉ ăn có 10 chứ không chịu thúi đúng không nhẹ quá bây giờ quấn phát nè đậu phộng tao nóng lên rồi chơi gì nữa nè tao máu á đậu phộng máu gì tôi nói quên ai chơi gì tôi không tèo chứ kiếm gì tôi bò heo liệu được bấm quốc đó chấm bấm quốc cái vậy uống phộng không chịu thúi chấm bấm quốc không được chấm nó lớn luôn chạy tao máu luôn chạy chơi chơi bắt tay rồi chúc mừng nói chung là mình là sợ nhất là không dịch thúi với bạn nhưng mà ok vì hai chiến mã này mình sẽ giúp luôn nha để tôi chạy lấy cái dĩa chiến ra luôn không là không dịch thúi chấm bóng nha phần ăn là 99% rồi mình sẽ bỏ cái dĩa muối ớt tiêu qua bên luôn các bạn rồi không dịch thúi mà chấm bóng guốc đâu mà tới đậu mộng tới không chị nè rồi rồi quá hôm luôn rồi nói chính xác nha biết cái món này không tay lùng ăn chắc ông lùng ăn chắc chắc luôn đó là điều đương nhiên đúng rồi các bạn mình ai mà ăn chắc luôn đó, đó là chuyện ai cũng biết rồi dứt đi mời bạn kèo thứ ba rồi đường đường là phải dứt ổng rồi bắt tay á không đó bây giờ nè chơi công bằng với anh em nè là hai bên chơi là hai tao giữ im lặng cho mày chơi luôn rồi ok luôn ok luôn rồi chúc mừng nha ép nè rồi có ba hút nha ba hút không đây ba hút nha rồi ok nó bấm thời gian là bắt đầu chơi luôn nha không rồi chuẩn bị một hai ba đây thời gian nó chạy các bạn rồi à đây nè đây nè cái gì vô nè cái gì hả
đó mồ hẻm, cái đó mồ hẻm. Cái đó mồ hẻm. Bỏ dám mình dư mà. Cái gì? Cái gì? Cái nồi cơm đen. Cái gì? Cái búa. Cái gì? À, cái gương. Cái gì? Ờ, cái nhang. Cái gì? Trời ơi, chạy em ơi. Không, không. Cái gì? Không, quên cái gì trời. Cái gì? Đi đi. Không có được nói chuyện. Cái gì? Trời ơi. Ủa ăn không? Trời ơi, 2 phút rồi đó nha. 1 phút chạy qua đó. Có gì đó nha sao? Rồi. Nè, nè. Ê, ông phải, phải. Trời ơi, cái đầu người suy nghĩ lại nha. Quên cái gì? Tụi biết, tụi phước. Bà ngủi, bà ngủi. Cái gì? Cái gì? Lúc áo. Đậu ổng gì đó cho sai trời. Cái gì? Để đi đây ca. Đậu ổng hay gì đó. Không được cho qua. Qua đi, qua đi. Còn 1 phút, còn 1 phút rưỡi. Rồi đó. Rồi cái gì? Rồi. Rồi đúng rồi, đúng rồi. Hay. Rồi. Ừ. Ừ, sao? Cái gì? Cái gì? Rồi, hay. Còn được, còn được. Trời ơi, cái gì đó trời. Trời ơi, cái gì đó trời. Rồi, lại. Cái gì? Cái gì? Cái gì? À. Ông quốc. Cái gì? Cái gì? Rồi rồi. Rồi chứ gì thối. Còn 25 giây nha. 25 giây nha. Ừ. 25 giây nha. Rồi. Rồi. Cái gì? Ông thùng. Trời ơi, xài xài dữ lắm. Cái gì? Cái gì? Thôi là vậy nha. Rồi thôi là vậy. Cái hổ, cái hổ quá của người ta. Cái hổ quá của người ta. Có ai cái rồi? Xem. Cái hổ quá. Cái gì là cái gì? Cái Rồi. Chắc được lại không? Chắc đó 5-9 giây luôn hả? Nè, ông được câu nào tôi biết sợ, 5-9 giây. Tôi được 2 câu, ông được câu nào tôi biết lạ. Nãy chắc mình... Bây giờ mình thấy trời vậy. Câu dạng cái nè. Ok, ông ăn 2 câu rồi con. Chẳng ngàn với tao nha mày. Rồi, chết nè. Trời, chạy qua 2 phút thì còn phút cuối rồi. Ông cho chạy được không? Rồi, 3 phút nha. Rồi, chuẩn bị, 1, 2, 3. Đây. Rồi. Quay lại, đưa cái lại. Một câu à. Mà coi cái trận chung kết mà dân thành đá cú đá mà nó cùng đứng sừng sững không? Trời ơi. Thời gian đang chạy ra bà con. Nếu mà được 2 câu đứa sợ. Ông tối đa ông chứ có lùng được 1 câu à. Nếu mà 2 bay tới ăn mà 99%. Đúng không? Rồi, còn 30 giây nha.
Đó. Im lặng, im lặng chỗ. Hồi quay rồi không biết tự nhiên vậy. Trời ơi. Rồi. Trời ơi, vậy đó, vậy mới chắc ăn. Vậy đó tao mới không biết gì. Vậy đó tao mới không biết gì. Rồi, ông còn có không? Còn có phút gửi không Sạm? Vô rồi. Sửa tâm. Vô đúng rồi. Rồi, về đây. Quay lại. Cái gì? Thôi đâu cái gì chị? Trời ơi, không biết gì tải ra luôn. Trời ơi, trời ơi, này dở quá. Vậy là tỏi ai dở quá. Một câu. Dở quá. Chết tóc. Ủa nãy mình nhìn cái câu. Cái bía. Câu của nhau đủ ăn rồi. Tưởng là nó tài lợi của nó có. Rồi, còn 5 chín chay nha. Một sai. Rồi. Rồi đúng rồi. 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 Gì vậy? Gì trời? Sai đó nha, hai câu bằng hình rồi đó. Đâu không? Gì trời vậy đã hiểu cô. Gì vậy? Ủa làm gì vậy? Ủa gì vậy? Ngủ. 21 giây. 20 giây. Xây sập mặt bay. Quá. Đi vô lại cái. Rồi. Rồi quay lại. Hôm qua. Gì vậy? Người ta trọng tài phải minh bạch chứ. Thằng Giang đã nói là chắc ăn 99%, ta nói nó là còn 1% mày cũng chết. Có gạt mày chết. Chỉ có bên ai là nói vậy bẹt tao. Không. Không. Khui cái này ra nữa. Ông thấy trọng tài ở đây không lấy không? Đúng không? Không. Nếu như bữa nay mà mày hợp tác với ai nó mà cho nó hỏi là có gì mày liền. Ông phải cảm ơn tôi mới được chứ. Thôi có chơi có chịu đi đại ca ơi. Ai đâu mà chơi gian lận. Tao là ai mày luôn. Mày biết mà khi mà bài đã đêm phong mà nào mà đụng cái lá bài nó chặt mẻ xương không. Đúng đây. Mày mà chạy ra khỏi sân chơi này tao quất hai mày mẻ dao rồi đó. Lâu lâu tôi kẹo kẹo hơn mà cũng bị mày nữa. Bị thèm. Nhưng mà tao cũng là tiếng núi tao ăn dở thiệt.
nhưng mà người ngay lúc nào cũng thắng là gian manh như hàng bậy chứ. Nó thiệt, cậu ổng hai câu tôi đúng đúng á, nó không có nói luôn. Ê, cậu ổng nó khùng quá điên á, chung thật có người phù hộ. Ê, câu đầu là cái gì rồi? Thôi tao nói nhiều câu lại mày luôn, câu thứ ba là thấy trở lại ngồi rồi. Hai câu đầu lại ra, tao ngồi xuống ăn đi đừng có nói nhiều. Thì ra là hai mày đứng chiêu chiêu cho tao, mày đi chết mà. Rồi, rồi. Phía sau lại là mày nữa. Ừ. Xì cho. Ừ. Nè nè, lượm mấy chút năm trứng ăn đi đại ca. Kìa, làm gì? Đó, ừ. Không kêu luôn rồi. Tao mắm vuốt. Đậu không á. Sao trộn cuốn lên lục. Đó. Tay ra. Ủa kìa thúi mà tao mắm vuốt nữa. Đậu không mày mới mốt. Đậu không có cho mày chưa biết cái gì mới sợ. Có biết nó thèm đó. Ăn đi rồi nè. Giờ mày phải ăn một trứng hay các bạn à. Các bạn đây là gương mặt của hai người của hai người chơi gian lận nha bạn. Anh hai em xin lỗi anh hai nhiều lắm. Gì vậy? Thôi mày chạy khỏi khu vực này là có chuyện này. Ê, ông gà thôi nha, không cho chạy đâu cho nha. Đậu phộng con bú vậy trời. Rồi. Sao tao úi đậu mẹ à. Sao quay. Tao cho lại luôn. Đây. Lần sau cũng chơi ăn gian nữa nha. Rồi lần sau đây, lần sau anh hai không chơi anh Giang nữa nha. Anh hai kỳ lắm nha anh hai. Đậu phộng mày muốn tao có ngủ mày chơi gì đâu mới sợ. Tao chưa kịp xì mũ luôn trời. Chơi hả? Trời ơi mũ luôn. Trời ơi đi xin lẹ cho quá trời. Cái này tím nghiệm luôn rồi trời. Hên hên mày không ăn nữa. Ghê quá ghê quá. Trời ơi trời này trao ba trao luôn. Trời ơi tao húi nhẹ. Ghê quá. Đậu phộng cái này đi luôn mà. Tính ngủ quá rồi. Trời ơi chứ con tè đẹp ghê vậy. Rồi cái này là không có chơi gian nè. Ê thơm lây nè bạn nha. Ê trời gớt nữa trời. Lấy cái bụng tôi xúc lên. Trời ơi. Ê ông phải canh nha không? Đánh hình từ phòng 2 đó ông này chạy nha. Mà đứa các bạn. Dưới trời. Ê chạy một phát là quất liền nha. Quất nó liền á. Chơi mà le. Ủa ngồi trời. Mà le hả mày. Anh em ta mặt cao. Ăn thì đại ca. Chơi không bắt qua. Ăn được không? Được đúng. Ơ để người ta tự ăn. Ô, không chơi ô chung mà quay phim này thôi. Cái kết, cái kết của những thằng gian manh rõ ràng không? Ờ, cái trứng này thôi, cho cái trứng này giống như nó kem chảy luôn ông nội ơi. Chào, chào. Mình muốn lại. Hủ quá hủ rồi. Anh hai, em không có ý đâu nha anh hai. Hủ dữ lắm thôi. Đậu phụ, anh phải ăn hết nha anh hai. Gì? Không có ý ăn phụ miếng đi đâu, ông chơi kẹo cái. Đã nói là đừng có xì ra chở cái kèo nữa hơn cái trời luôn. Bàn còn mày với tao có thai cho tao lụng bàn không? Vậy đó. Hèn chi bữa nay tao mà nói được có ba câu trời. Cũng thắng luôn á. Thôi tất cả bạn nha. Vậy? Sao thôi, tôi thấy ông tha cho ông rồi. Thôi xem. Ông bụng quá ông dịch. Bây giờ mày ăn được tao đút. Trời ơi. Thôi, ông cho ông ăn muối tiêu chanh đi chứ ăn này khó lắm. Trời ơi, ông ăn muối bây giờ ăn muối tiêu chanh đi. Ông tha cho ông bạn đi. Tha cho ông bạn luôn. Ừ. Ủa mà nó đắng lắm. Có gì hả? Cho ăn trời ơi. Thôi cho mày đó. Chổng chổng lên cho ông ăn. Trời ơi. Mày nhớ mặt mày nữa nha. Cái thằng này là kiểu thay ra lưỡi rồi ta chống lại hôm nay chứ ta đập thêm trứng nữa vô cho sạch sạch lại ăn. Nếu như mà quay biểu này mà nó chơi không được được trứng chín là tao mày ăn rồi. Không có ăn không? Rồi rồi đúng 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 quần này. Rồi cái này pha vô được nè. Đậu đậu trứng kia nó tan nhẹ lắm trời. Đậu không có trứng nó nắng mà nó chát luôn trời. Nó đen vậy ta. Thúi chát lại đi ngồi thúi mà. Thúi mà nó chát luôn. Rồi tan chảy luôn. Trời ơi kem chocolate luôn trời. Đây mầm mầm tất cả bạn luôn trời. Nói chung là quay phim mình hiểu là mày muốn phim gì? Không có á đụng ta trong tài người ta FIFA phải sống đây chứ. Đúng đúng đúng. Đúng. Tao lâu lâu rồi. Tao nhớ ngày hôm nay. Ta phải để ngàn đời ngàn lời ngàn đời đời cho con cháu biết chứ tao không đây chứ. Tao với cô vàng thì bữa nay thấy kèo thơm rồi. Hôm nay gặp mày một cái thôi muốn ông nội mấy tao không dám hổ hối hợp với mày nữa thôi. Hợp vậy ta chơi hôm đây chứ trong tài này mấy. Mấy ông thì ra mấy người này đến chơi chiêu. Trời nó dít này ăn chắc đi uống biển luôn quá. Ở rồi, tất cả bạn nha. Ủa, trời ơi, trời dữ trời. Túi mà nó đắng. Đâu trời dữ trời. Ai ông trời dữ thiệt. Đây. Nhìn cái trứng của cô đây, ông trời dữ luôn trời. Hình các bạn mày nè, muốn được kiếm tao bằng anh trai nha. Mày nhìn mặt tao nè. Thập thấp rồi. Thập thấp. Chứ không biết. Ông trời ơi, ông trời ơi. Ông ơi, ông ra. Ai, cái trứng của cô nhìn có người quý là nhìn thập thấp luôn kìa. Bọn người đi vô cái này nó không nè. Ủa. Rồi, hai bộ. Nhìn mặt của lại tao là cuối nha. Rồi. Đậu ông bốn này nóng ghê trời. Làm hết đi anh hai ơi. Thú quá, thú luôn sao ơi. Ở đâu mà trùng hợp mình trúng có hai câu à, ông nội này chưa trúng ba câu hết giờ luôn. Đậu. Hai câu mà, hai câu mà tôi đón thí nữa. Ủa mặn ghê mặt. Nóng mà cũng phải chứ trời. Bỏ ai chứ nó đi ăn ba cái này đi. Trời. Trời tới cản nổi rồi. Không cho mày không biết đâu. Tôi đứng
Rồi tới cảm nổi gì vậy đâu. Trời ơi trời. Rồi tới cảm nổi vậy rồi. Thôi nữa chơi chứ anh em chồng. Chạy tí nó chơi gì quen. Ừ. Ai gì? Có ai đem chơi không? Chạy cái miếng rồi. Ủa ông nhớ thử chung hết đây. Lần này tôi có kinh nghiệm tôi không có chơi nữa rồi, tí hai con bạn. Tao khai ăn bạn nó làm được. Dòng này hết rồi tính. Trời thôi chứ con ta chứ thơm không trời. Cảm ơn thiệt ông á. Cái này thơm nè. Lựa hay hay. Cái này còn tới tới áo nè. Đỡ hơn à. Này đỡ hơn. Vừa chắc làm cánh giữa. Đỡ hơn rồi. Tại nó đặt rồi. Nó làm cái giữa hú ra đừng đưa giỡn. Đâu, ổng cảm ơn quay im mày bung lụa ra một cái tao giờ đi tới. Cảm ơn gì thôi. Tao giữa tao quýnh nhẹ, tao húi nhẹ trên gió một cái là xỉu luôn. Cái đậu mộng tao nói mấy thằng gian lặng là trời ơi trộm luôn kìa xuống quá. Wow. Wow. Trời ơi, này nè. Có chơi có chẹo rồi. Không ai nói gì đâu. Thôi, ăn hết em luôn nha chứ. Bây giờ rồi đó chia con bạn đi tôi đi. Nãy giờ nãy giờ mày nè. Giờ hết này của bạn nè. Trời ơi, trời ơi tao giúp bóng cái tụi mày ơi. Em nãy giờ tao hút con teo cái cái đấy. Trời ơi. Thôi tôi đưa dĩa. Trời ơi chạy. Đưa dĩa tao lại luôn không. Chạy chạy. Em. Trời ơi, ông lựa trứng nào tôi nó tan chảy luôn trời. Giờ này nó lên lắm lên rồi. Bây giờ nó lên lắm lên rồi. Chảy luôn nó chịu nó chảy luôn. Bây giờ tôi không giờ tôi tin ai nữa. Thì ra là hai này có chiêu ha. Xin nhai phim nặng nặng cho biết kết quả đậu phòng thì ra là hên là quay phim nó trên trung thực. Chứ không là bữa nay tay nó đụng to rồi. Mày chết rồi. Chứ không luôn ngoài đậu phòng mua hai cái rồi. Ai mua ra là anh ba. Ai mua đâm đầu tôi chết nữa mà chết thiệt. Cái tấm thẻ này cái này mới ăn nè. Đúng không? Muốn vậy thì muốn tao cho. Ê, ông giếm rụng hai tôi bạn này tôi hứa từ sau. Không có tha bạn nào hết trơn mày. Ôi tao chơi với anh em mình tại tha kẹp nha, tao lấy chưa kịp thú tao tha chứ mày có chứ tha. Trời ơi sao tôi giá công nhân lại. Ra làm. Thôi bây giờ nè tôi cũng chưa tha mà anh em thiệt. Tại mày thú á đừng đụng tao phải không? Mày thú quá thú rồi. Thương tình tôi vàng người dính 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 độc bụng đi. Không có, hỏi hỏi nó về nó ăn được không? À. Ăn được thì xem tôi uống. Ăn không được á. Tập đá vô uống. Thì bóp nhuyễn ra trà khắp người chắp đầu không. Đi. Tập đá vô quậy uống. Không có gì chị mới được chứ. Thôi dằn dằn cho nó mới được đi. Ờ chơi đồ luôn dằn cái đồ quậy ra vô uống. Trời chạy nó biết luôn. Gì vậy? Chạy chị luôn hả? Chạy nó chạy mấy thằng đó. Cái gì mà như chao luôn em ơi. Rồi giờ nói nè, bây giờ bây vượt qua dòng này đi rồi, bây giờ dám chơi tiếp đi rồi. Chơi không? Giờ không chơi đâu. Chơi đâu? Chơi đàng hoàng nè. Nãy giờ tao nãy giờ không đàng hoàng đâu. Có hàng bay mới không đàng hoàng. Không đàng hoàng. Đúng không? Chơi lại mà chơi gì? Chơi lại mà chơi. Bây giờ mình gãi qua nói gì chơi gì vậy? Chạy uống rồi kiểu cái tay uống kìa. Ăn lẹ quê. Cái gì đâu quá năm trước dịch mà ăn giống như lá đù vậy. Trời ơi trời. Mày cứ tưởng tượng là cái chén này giống như là chén canh mạnh bài ăn vô bị quên hết tất cả. Thấy không? Trời ơi chén canh mạnh bài á. Không có chén chào hú nhất thế giới gì đâu. Ông nãy trứng luôn. Chào chứ không có trứng nữa. Đó, mày ăn vô là mày sẽ quên hết tất cả. Từ đây ra là tao bay hết vài lạng cho bụng kê được đó. Mày đâu quên hết tất cả rồi đó. Cái này coi như là cái bài học nhớ đây nha. Tôi ăn một cái tôi đổ cái bụng tôi hẳn cái trứng nó nổ cái bốc. Cái mấy ông rồi húi qua đây luôn nè. Canh rác luôn. Mặn quá bận rồi. Múc bằng lẻ đi. Thôi giờ nêm nếm lại thêm đi. Vậy cho miếng nước mắm vô nữa. Ngon mấy đường vô nữa. Cho miếng đường ha. Ông điên cái gì này nó húi rồi mặn rồi. Thôi mày hỏi tía mày kìa. Mày hỏi tía mày á. Bây giờ là khẩu vị là ở trong trò nè, đường hết nè, bột ngọt hết, chỉ còn lại nước mắm với muối. Lấy nào? Còn ốc nữa không? Lấy nào lấy được lấy. Thôi bây giờ là có cách nè. Nấu sôi lên trụng là vớt xác ra anh em mình nuốt. Giờ ấm nước sôi cũng hư luôn mẹ rồi, không còn đâu nấu nữa. Ra hết ra rồi. Hết ra luôn rồi. Bình ấm nước ra đun sôi thì nó hư luôn nữa. Đâu còn gì đâu. Trời ơi, tay hãy muốn ra cười muốn gì mặn két vậy. Gian lâu dữ trời. Mặn mà luôn. Trời ơi, nói gì anh luôn vậy. Nãy giờ nói chung là hai nói chỉ có trộn là nhiều chứ ăn không bao nhiêu vậy mà. Trộn mà. Dạ bộ trộn qua trộn lại à. Trộn phỏng thôi ông mấy lần rồi ông nãy ông để ta khiêng ta chấm từ từ đi ông giờ ông nêm vô đậu phỏng nè này hết. Cái này cái gì không biết luôn. Ừ đi đi hấp lại ra. Rồi nó không có mặn nữa không. Cái này cay luôn rồi. Tại nó dâm quá nó không có mặn nữa. Vô dâm mà. Đó. Ăn vô dây mới dâm. Con nói thiệt chứ nó húi chịu không nổi luôn đi nuốt chạy. Bây giờ ta sẽ nói cho hàng bay nghe một cái sự tích đây nè. Ta sẽ kể cho bay nghe một cái sự tích. Nghe không? Sự tích này nói chung là rất là tuyệt vời luôn.
mày á, chứ là đây là hàng bay là chơi một nanh một sừng là xin nhan với thằng Quy Khuyên để cho ba thằng bay chơi tao với thằng Lùng. Ok, mà nói chung á là cuộc đời không như là mơ, hiểu không? Đây không là thằng Quy Khuyên nó nhắn tin cho tao với thằng Lùng á là nói bây giờ là hai kia chuẩn bị cho anh hai ông, tôi sẽ xì cho ông biết được là 20 cái kết quả chính xác nhất. Tôi sẽ đưa ra 20 cái kết quả mà không có trong game show cho thằng Vàng với thằng Te nó biết để nó ủ phạm nó không cho ông được nữa là hàng bài mới thua đó. Có nhiều thôi. Nói tên ông hồi nào? Nó nhắn tin cho tao khúc mà nó ra ngoài nó ghi phiếu quá. Trời, cái khúc mà nó giới thiệu xong ngoài nó ghi phiếu á. Cái đậu. Trời ơi, tao lại luôn đậu. Trời ơi, tao đâu biết được gì đâu. Thôi, ngồi xuống đây. Thôi, thôi. Đây là có bây giờ đó mày cho dù chạy lắm bắt lỡ bây giờ mày không phải chung nữa. Ủa, bỏ mày vô mày ăn mày. Ăn luôn. Đâu sao đâu. Ủa, bỏ mày vô mày ăn mày. 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 Ủa, bỏ đúng rồi là châu à, tôi nói đó, bất cứ gì xảy ra mà đừng có dính líu tới Nguyễn Phiên. Ê, không có nói à, không có nói à. Không có nói à, không có nói à. Ê, cái mỏ này hơi xin cô đó, cái mỏ này hơi xin cô đó. Ô, phẩm ra là mỏ. Mời chú ăn đi quần. Nãy tao nóng một chủ. Ờ, hai đây, đây, hơi nhiều quá. Thôi, bây giờ anh em mình đúng không? Không, không, không có anh em, không có anh em. Không có anh em. Bây giờ nó học gì thúi nó hấm rồi, thở không nổi luôn. Không có gì, không có người anh em nào mà đi xin nhan với thằng kia để chơi hai này chơi đâu có anh em nào đúng không? Đâu có anh em. Ủa, bỏ thua chung đi cho anh em vậy. Ngày hôm nay là ngày ché con nội làm gì vậy trời? Đâu không dứt bít luôn bây giờ một dịch tay nữa. Hồi nãy mà có nghe tao nói câu không? Tụi bay chắc ăn 99% tàu tao chắc ăn tới 100% rồi. Thấy không? Bởi tao mới chơi mà cái hồn dịch thúi mà ăn kiếm bấm guốc luôn. Chắc phần nửa rộng đường luôn. Ờ chắc là một 2 phút luôn á. Đó ông xin nhan tụi lại bố mình chơi phim luôn cho nó tiện. Ngừ không duyên mình, trời chu đất diệt. Quá nếu mình nghe tụi phim máu không biết là ông phải quỷ. Mà các bạn nha. Chơi mình chơi trò khác chứ đâu mà ông chơi lúng luôn dữ dữ trời. Nếu như mà tao quỷ cái trò này mà tao chơi trò khác là cái lương tâm tao nó sẽ không bao giờ tha thứ cho tao, hiểu không? Tại vì cái nước thì tao phải chơi cho tụi bay biết cái mùi vị mà tụi bay tối ngày suy nghĩ ra ha. Tối ngày đi đòn ếch để mà chơi người ta là vậy nè. Đó, vậy thôi. Ông qua ông thôi qua đừng nói chuyện quanh kia nói chuyện này quá nói chuyện bên kia thúi lắm. Ừ nói đi ở đây tao nghe chứ đừng quay qua đây nói bên kia bên đây tao nghe được rồi chứ đâu cần mà phải quay quá. Ủa ông cái mùi bấm thuốc giờ nó còn nhiều mùi gì thúi nữa nó mặn nhẹ hiểu gì hết vậy không giờ bây giờ bỏ muối thêm không bỏ nước mắm đi mắm mắm bủ rượu bình thường bỏ sữa không giờ cho ba chọn một nước mắm hai muối đó ba chọn phương án nào không đổ hàng đó nhiều 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 ơi nhiều được chưa nhiều ơi giữ hai trời nặng lắm mang nhiều mà thiếu được đó không chịu được nhiều được chưa rồi 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 mày lấy được chứ chịu nha còn kia có không có cho được không có được không bố ủa không phải chứng sao mình đi trao không đâu không có nặng hết mà có cho được không giờ cho cây đường nó cũng tàn nổi nữa cho ai ông em có biết không cho sao không cho nghĩ sao có không không ngồi lại vậy không ông đi miếng nữa không có không ngủ đi đâu không ngủ đâu cho ngủ ok rồi ngủ rồi đó rồi cho vậy là chậm chế lắm ủa mộng này ăn chè không chứ túi gì trời nhà nhà hết luôn nha vậy là vì anh em là tôi cho hết máu luôn đó ok ok rồi nếu nếu như một ngày ông cảm thấy cuộc sống quá nhàm chán không nhàm đâu không nhàm không nhàm ông vui lắm vui lắm tôi thích cùng tôi một không, không cuộc sống tao vui lắm đừng cái này dở lắm ờ dở trời ơi ông cố này ông ăn chè vậy trời đâu không có tan chảy luôn mà mày còn đặt thì bên tao lỏng le luôn nè chè ăn kia ké vậy chè dưỡng nhan mà tả thiệt ăn cái đó là mày dưỡng nhan sắc mày đẹp lên gấp bội luôn á mày trộn hoài nó ra nước hoài Quay về nó ác mẹ đó vậy không nữa. Bây giờ không còn gì túi nữa ờ chuyện gia thú quá mà ơi mà toàn mắm quốc mà thôi có cách nào mà phương án còn thấp hơn không đậu ổng vợ con phương án là ăn hết là tốt nhất rồi đó đứng tay chạy đâu có thú nữa nó chạy đến thằng trao rồi đâu có thú nữa đâu nó mất cái mũi rồi mày thành cái mùi ống cống luôn vậy trời ơi chắc quá vậy tôi
Dạ, hai mình cũng cái vô chăm chăm. Ủng hộ. Bố liếu nghiêng trời. Là ổng đem rồi cho ông tưởng đem đây. Cầm với trời. Ăn không nổi đâu. Coi. Bây giờ mấy thằng chị cầm. Bây giờ nè, bây giờ nói câu nè. Bây giờ tao hai bạn bè nó đậu một ở đây sao đừng bây giờ mà kiếm cách để chơi khăm người khác nha. Người ta chơi phải chơi đường chính chính bằng cái sức lực của mình. Đừng bao giờ mà chơi khăm người ta không? Giờ tao thu lại đã hai bạn bè đó đậu không? Đây nói chung là nhưng hai mà... nói là tính cho anh hai mình đi bạn nhưng mà hai mình vẫn tha cho hai bạn nha. Nếu mà ăn hết hai chén này là hai nói là tử vong đi bạn. Ủa ông nếu mà ông với ông lùng tha tôi chúng ta nhưng mà tôi cũng đang không bao giờ tha cho người Việt. Thầy lấy với mày làm cái này em đã không cứu tôi rồi. Cứu mày làm bằng cách nào? Ông vậy bây giờ mày ăn cái này đi tao cứu mày. Đậu cái đậu bảo ông tôi nói chuyện với mày. Mày bắt cũ cho vậy không? Mày tính vừa kết thúc xong đi là nó sẽ biết. Rồi kết thúc là gì nhau? Kết thúc là gì nhau? Là cái mặt là thối thối luôn. Ông không cho tôi nhìn với tôi nữa. Ừ. Thôi cho con rồi. Nói chung là mình cho vàng với người ta một bài học đi bạn. Những cái thật sự ăn hai chén này xong là nó không có là ăn được cực lạc mà nó sợ nè. Nói chung là mình thay cho nó bạn đó. Tại vì mình sẽ lấy đức mà phục người, ok không? Đúng đúng lấy đức phục người. Ôi, cảm động. Lấy đức phục người, ok không? Đúng đúng đúng. Nói chung là cái miệng hai bay cái gì mà xúc miệng cả mà 30 chai lít tôi nghe cũng chưa hết thúi nữa, ok vậy thôi. Thôi nói chung thì mình đã cho vàng và tem một bài học đáng nhớ nha bạn. Bây giờ anh em mình sẽ kết thúc clip nha. Thật sự nếu mà dây dẫn đây một hồi nó ói đầy cái này chân thì nó cũng kỳ bạn. Thằng nào nó muốn ốc sữa cho rồi tại rất là khó ăn nha. Vợ gì trời ơi, con chồng đó. Con vịt thúi vừa thúi mà nó kẹt thêm 5 cuốc nó hôi nữa. Nó nổi nặng biết thế nào là lấy đậu cái gì. Con vịt thúi mà nó ốc đun người luôn đậu. Anh em mình sẽ kết thúc clip, chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo. Nhớ là những clip tiếp theo là mình chỉ làm những clip chung thật nha. Đừng bao giờ mà dễ dàng theo. Ok, 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 ok. Thôi bye bye các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều nha. Bye bye các bạn nha. Bye bye. Bye bye.